Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhặt lá Bồ Đề. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá Bồ Đề qua câu chuyện ly hôn do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện ly hôn, chuyện do viên hùng sưu tầm, tủ linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Một cặp vợ chồng đã lấy nhau được hơn 20 năm thì quyết định ly hôn. Nguyên nhân là từ khi kết hôn, hai người luôn cãi vã, bất đồng ý kiến, tính tình không hợp. Nếu không phải lo cho con, thì hai người đã đừng ai nấy đi rồi dường như chỉ cần đợi con trưởng thành không để cha mẹ phải lo lắng thì hai người sẽ sống cuộc sống tự do của riêng mình không cần phải nhẫn nhịn những cuộc cãi vã vô nghĩa nữa sau khi ký tờ đơn ly hôn hai người đi ra từ văn phòng luật sư người chồng đề nghị ăn cơm cùng nhau một bữa nữa nhé người vợ nghĩ rằng tuy đã ly hôn rồi nhưng hai người cũng không phải là kẻ thù ăn bữa cơm cũng tốt vào nhà hàng sau khi gọi thức ăn người bồi bàn mang lên đĩa cá chua ngọt người chồng liền gấp một miếng cá cho người vợ và nói ăn đi em người vợ lúc ấy đỏ hoe hai mắt nói em thất vọng quá tại sao anh cứ luôn khăng khăng làm theo ý mình cái gì cũng tự mình đưa ra rồi quyết định không quan tâm đến cảm nhận của em vậy lấy nhau bao lâu rồi lẽ nào anh không biết cả đời món em ghét nhất chính là cá sao lúc này người chồng nhỏ nhẹ nói em luôn không hiểu tình cảm của anh dành cho em lúc nào anh cũng nghĩ phải khiến em vui vẻ thế nào luôn dành cho em những gì tốt nhất em biết không cả đời này Món mà anh thích nhất chính là cá chua ngọt. Hai người yêu thương nhau như thế lại vì những vấn đề không hợp nhau mà chia cách. Đây là vấn đề tình yêu hay là vấn đề hôn nhân. Sau bữa ăn ấy, mỗi người đi mỗi ngã. Anh đi đằng đông thì cô đi đằng tây. Hai người đều sợ mình sẽ hối hận. Nên trao ước là trong một tháng sẽ không gọi phone cho nhau. Cả hai đồng ý, người chồng đi một đoạn khá xa, qua hai con phố, thì bỗng có điện thoại gọi đến, là điện thoại của người vợ. Anh do dự rất lâu, nhất định không bắt phone. Anh trở về nhà, cả đêm cứ chẳng chọc không ngủ được, trong lòng nóng như lửa đốt, chằn vặt vô cùng. Anh suy nghĩ rất lâu cuối cùng đã gọi phone cho vợ, thể hiện sự hối hận của mình. Lại không có ai bắt phone cả. Sau khi gọi rất nhiều lần, cuối cùng có người nhận lại là giọng của một người đàn ông. Alo, xin chào. Trong lòng người chồng như có dao cắt, không cách nào giải thích được. Đang lúc giận dỗi, toan cút máy, thì đầu dây bên kia lại nói, cho tôi hỏi anh là ai vậy? Cầm điện thoại một lúc, anh liền nói, Alo, tôi là chồng của cô ấy, anh là ai? Trong câu nói, biểu lộ rõ sự bực tức. À, tôi là bác sĩ, mời anh nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Vợ của anh bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu. Lời nói của bác sĩ như xét đánh ngang tay. Anh lao nhanh đến bệnh viện. Hóa ra sau khi hai người chia tay ngày hôm qua tinh thần cô ấy không ổn lúc qua đường bị xe ô tô đâm vào người vợ trước khi bất tỉnh đã gọi điện thoại cho chồng nhưng anh lại không bắt máy bác sĩ vợ tôi thế nào rồi ông nhất định phải cứu cô ấy tôi vang ông nói rồi anh quỳ xuống trước bác sĩ bác sĩ liền đỡ anh ta đứng lên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy bây giờ đang làm phẫu thuật đầu cô ấy bị va đập nghiêm trọng cho dù có tỉnh lại cũng trở thành người thực vật anh phải chuẩn bị tinh thần người chồng hoảng hốt bất an anh cứ đi đi lại lại ở hành lang nếu như cô ấy chết đi tôi phải làm sao đây tôi làm thế nào mới đối diện được với chính mình đèn phòng cấp cứu đã tắt các bác sĩ đẩy cửa bước ra một vị bác sĩ già đến trước mặt anh chúng tôi đã cố hết sức cô ấy có lẽ không sống được đến sáng mai anh vào thăm cô ấy đi chuẩn bị hậu sự cô ấy đã không thể nói được nữa rồi anh dường như sụp đổ đẩy cửa bước vào phòng người vợ nằm trên giường đã không còn nhìn ra diện mạo băng cuốn quanh đầu chỉ chừa lại hai mắt và mũi người chồng đau như cắt đến trước giường vợ nói anh đến muộn mất rồi nói chưa dứt lời nước mắt anh trào ra anh nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ ngạc nhiên thấy khóe mắt cô ấy đỏ hoe hai hàng nước mắt làm ướt cả vải miệng cô khẽ móc máy hình như muốn nói gì đó anh vội ghé tay sát vợ. Giọng cô yếu ớt, ngắt quãng. Em đã gọi điện thoại cho anh. Chỉ là muốn nói với anh, trong tủ lạnh có món mì sợi mà anh thích. Còn giấy bảo hiểm và sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Mật khẩu là ngày sinh của anh. Chưa nói dứt lời, cô không còn nói được nữa. Cô cũng ngừng thở. Anh bật khóc nức nở. Đến lúc cuối, em vẫn nhớ căn dặn anh, nhớ tới món mì sợi mà anh thích. Kết hôn bao nhiêu năm, hôm nay anh mới biết tình nghĩa vợ chồng. Một tháng sau, người chồng mở bảo hiểm trong ngăn kéo. Ngày làm thủ tục bảo hiểm là ngày kết hôn. Người thừa hưởng tất nhiên là tên anh. Số tiền không lớn, chỉ có hơn 300.000 đô la. Nhưng ở giữa có kẹp một tờ giấy ghi chú anh yêu lúc anh thấy tờ giấy này có lẽ em đang ở thế giới bên kia rồi cho dù chúng ta sau này có thế nào nếu có ly hôn thì em vẫn muốn anh biết tình yêu của em với anh trước sau không đổi thiên chức làm vợ em không tiếp tục được nữa cho dù em đi rồi nhưng số tiền bảo hiểm này sẽ thay em phần nào tiếp tục chăm sóc anh giống như là em vẫn ở bên anh trên thiên đường em sẽ cầu chúc anh yêu anh đọc những dòng chữ này anh nấc lên khóc không thành tiếng cô ấy trước khi chết vẫn muốn nói em yêu anh sinh mệnh mong manh ngắn ngủi như thế vậy thì chúng ta có nói được bao nhiêu lần em yêu anh trong tình yêu không nên quá cố chấp khoan dung một chút cảm thông một chút hiểu nhau một chút đừng để trong cuộc sống có những điều đáng tiếc như vậy nếu không thì bạn sẽ bỏ lỡ một người cả đời yêu bạn cuối cùng chỉ nói được một lần câu anh yêu em lúc ấy thì có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nghe được lời bày tỏ yêu thương như vậy nữa chúng ta cũng chẳng có lý do gì mà không nói với người mình yêu câu anh yêu em phải đối xử tốt với bản thân mình vì một đời người đâu có dài phải đối xử tốt với những người bên cạnh ta vì kiếp sau đâu ai biết là còn có thể gặp nhau nữa không người xưa nói tu trăm năm được ngồi chung thuyền tu ngàn năm mới cùng chung chăn gói vậy nên hãy biết trân trọng những Hạnh phúc, nhọn nhoi và bình thường bên cạnh bạn. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến bồ đề 2 atgmail com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. kính thưa quý vị chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỹ 2019 công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày chủ nhật 4 tháng 8 2019 tại nhà hàng Dynasty 1001 Story Road San Jose California với sự góp mặt của MC Nam Lộc cùng danh ca Nguyễn Hồng Nhung Mọi chi tiết xin liên lạc Phan Ngọc Hòa 408 768 0635, Trần Hiếu 408 655 5331.